chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật được những video mới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ thông tin liên quan đến em Trần Đức Đô. Trong video này chia sẻ có hai ý. Thứ nhất là bài viết của Đại úy Lâm Hoàng Ân, Sư đoàn 5 Quân khu 7. Thứ hai là về việc mà những cái đối tượng đăng sai thông tin về sự thật trên mạng xã hội thì được biết là Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi chi tiết. Trong thời gian vừa qua, cái chết của em Trần Đức Đô đã trôi qua hơn 10 ngày. Nhưng ở đâu đó thì cộng đồng mạng vẫn còn bàn tán xôn xao và tranh luận hết sức là gay gắt về vấn đề này. Ở trong đó có một người đăng là thông tin sai sự thật về em Trần Đức Đô. Cụ thể là ngày 7 tháng 7 năm 2021, thì Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập Lê Trí Hờ về hành vi đăng sai sự thật liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trên nhóm xã hội. Cụ thể là ngày 30 tháng 6 năm 2021, Lê Trí Hờ đã đăng một số video trên nhóm hội Facebook là Cộng đồng vì đồng chí Trần Đức Đô, có hơn 54.000 thành viên theo dõi. Video này Lê Trí Hờ đã đăng tải thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Đặc biệt là cá nhân Lê Trí Hờ đã trực tiếp bình luận đưa thông tin: người dân nhưng tôi xót thay cho gia đình em ấy, chỉ mong thằng chỉ huy đánh em nó phải chịu kỷ luật thích đáng. Ở cái câu này hơi đặc biệt một chút nha các bạn. Đây là cái kết quả điều tra của những người mà năm cơ quan chức năng vào cuộc chưa có cái kết luận cụ thể. Nhưng em này đã khẳng định rằng là thằng chỉ huy đánh em nó phải chịu trách nhiệm thích đáng. Thì cái điều này thật sự là bạn đi trước pháp luật, bạn đã đi trước năm cơ quan điều tra thì cái điều này là không đúng. Nếu như có một cái thông tin gì đó báo chí viết hoặc là từ một trong những cái cơ quan điều tra cho biết thông tin thì điều đó mới khẳng định được. Còn ở đây thì các bạn chỉ là đoán và cộng đồng mạng chỉ là đoán thôi. Nhưng mà chúng ta biết đâu đó thì không nên chia sẻ rộng rãi ở trên cộng đồng mạng xã hội như thế này. Việc mà Lê Trí Hờ cho rằng người đánh chết quân nhân Trần Đức Đô là chỉ huy của đơn vị là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Cái điều đó thì các bạn thấy thực sự là rất là nguy hiểm chính cho các người viết và các người bình luận ha các bạn. Ở đây chúng ta không thể khẳng định ai, tại vì hiện tại thì cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc. Cái điều đó không biết liên quan tới ai và cái chết của em nó như thế nào không có rõ cụ thể thì chúng ta không thể nào mà khẳng định trên mạng xã hội là người A người B đánh được các bạn ạ. Thì tại buổi làm việc, Lê Trí Hờ đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết sẽ không tham gia nhóm nói trên. Nhóm xã hội này do các đối tượng xấu thành lập nhằm mục đích kêu gọi kích động chống phá nhà nước. Trong sáng nay, đối tượng quản trị đã đổi tên thành nhóm Cộng đồng xã hội cùng bàn luận. Hiện tại thì Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đang hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đó là trường hợp của bạn Lê Trí Hờ ha các bạn. Các bạn biết rồi đó, trong thời gian qua thì trong cộng đồng mạng cũng như là một số thành phần lập nhóm, họ đã bàn luận xôn xao về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Tuy nhiên thì hiện tại có một số cơ quan đang tham gia điều tra để làm rõ nguyên nhân, thì cho nên chúng ta không thể nào bàn luận hơn nữa và không đưa cái kết quả đi trước các bạn ạ. Đây là cầm đèn đi trước ô tô, điều đó thì chắc có lẽ là không đúng thực tế. Và đồng thời nếu như có cái sự xuyên tạc thì dĩ nhiên người đó phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Và đồng thời họ lôi kéo những thế lực thù địch và nhằm chống đối thì cái điều đó chúng ta không nên. Chúng ta hãy tin tưởng vào đảng, vào quân đội và vào các cơ quan điều tra, họ sẽ có một cái kết quả làm sáng tỏ cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Chúng ta hãy yên tâm chờ đợi và chúng ta không bình luận gì thêm về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. Và chúng ta cũng không nên đổ cho ai về nguyên nhân cái chết của Trần Đức Đô, trong khi đó chúng ta chưa nắm được cái thông tin từ cơ quan chức năng hoặc là từ công an, từ các cơ quan chức năng điều tra, thì cái điều đó chúng ta không nên đưa ra một cái kết luận rõ ràng. Nếu như ai có một cái hành động và có hành vi
xuyên tạc về cái chế độ đảng và nhà nước như hiện nay thì chúng ta sẽ có một cái hậu quả không lường. Sau đây là bài viết của Đại úy Lâm Hoàng Ân, Sư đoàn 5, Quân khu 7 chia sẻ như sau. Bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về truyền thông của quân đội, phẩm chất cao quý, bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước cái chết và sự kiện của quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê quán Bắc Ninh, tử vong tại trường quân sự quân khu 1, chưa có kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân tử vong. Ngay lập tức, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội phản động lợi dụng các diễn đàn, truyền thông, mạng xã hội để livestream, đăng tải các bài viết, hình ảnh về khám nghiệm tử thi, cảnh tang thương của gia đình Đức Đô, kèm theo những lời bình luận phê phán bản chất truyền thống tốt đẹp của quân nhân. Đáng chú ý, nhiều ý kiến phân tích bịa đặt thông tin rằng chỉ huy đơn vị đã thông tin sai cái chết của Trần Đức Đô từ đột quỵ trên thao trường, bệnh chết và tự tử do xung đột đánh nhau với đồng đội. Thực chất Đô chết do bị đại đội trưởng và đồng đội đánh đập dã man, vân vân. Còn nhiều nữa các bạn ơi, quân đội đã bao che cấp dưới. Đó, những cái thông tin sự thật này bàn tán xôn xao. Mặc dù là bạn có thể là trao đổi bàn luận phía bên ngoài, nhưng ở đâu đó bạn không nên chia sẻ cộng đồng mạng trên Facebook cá nhân như thế này các bạn. Ngay sau đó có sự phản ứng của dư luận, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo bịt lấp truyền thông, ngăn cản người dân tố giác Đảng, quân đội lên mạng xã hội, YouTube bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp lực ngăn chặn một cách bất hợp pháp, không cho nhiều video của Việt Tân xem ở Việt Nam, vân vân. Từ đó chúng quy chụp quân đội không có tình người, đánh đập giết hại tàn nhẫn nhau, ma cũ bắt nạt ba mới, kích động người dân không tin, không theo Đảng, quân đội, không cho con em mình tham gia nhập ngũ quân đội. Những thông tin trên là hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động thù hận, gây chia rẽ mối quan hệ quân dân, xuyên tạc bản chất truyền thống quân đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Một số đối tượng lạ mặt tập trung tại gia đình của quân nhân Đức Đô để phát livestream xuyên tạc những cái hình ảnh đó đều đáng là không nên. Theo thông báo của cơ quan chức năng, vụ việc chính xác về quân nhân Trần Đức Đô như sau. Năm 2021, thanh niên Trần Đức Đô đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang. Trước sự việc xảy ra một tuần, Đô được chuyển đến đại đội 14, tiểu đoàn 4, trường quân sự quân khu 1, đóng quân tại địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để huấn luyện, đào tạo tiểu đội trưởng. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2020, binh nhì Trần Đức Đô được đơn vị phát hiện trong tư thế treo cổ tại đồi cây sau dãy nhà vệ sinh của thao trường khi đại đội đang tổ chức huấn luyện ngoài thao trường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, quân y đơn vị đã sơ cứu, cấp cứu tại chỗ và báo cáo về nhà trường. Sau đó, quân y nhà trường có mặt dùng xe cấp cứu chuyển Đô đến Bệnh viện Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, dù đã tận tình cứu chữa, nhưng quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong. Từ 20 giờ đến 24 giờ ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm không phát hiện có tổn thương do tác động của ngoại lực. Sơ bộ ban đầu xác định quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong tư thế treo cổ. Trước sự việc trên, chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã cử một đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn. Trường quân sự Quân khu 1 cử một đoàn công tác do Đại tá Đặng Đình Bôn, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn trực tiếp về gặp gỡ gia đình, địa phương thông báo vụ việc, động viên giúp đỡ gia đình và thực hiện công tác chính sách, tổ chức tang lễ cho quân nhân Trần Đức Đô theo đúng quy định. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo cơ quan chức năng và trường quân sự quân khu phối hợp điều tra, xác minh làm rõ sự việc, xác định chính xác nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong, đồng thời khẳng định khi có kết quả điều tra chính thức, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố, điều tra xử lý ngay lập tức, xử lý đúng người, đúng tội nếu có.
Tuy nhiên, lợi dụng sự việc trên, tối ngày 28 tháng 6 đã có hơn 50 người dân không phải là người thân của gia đình quân nhân Trần Đức Đô kích động gia đình đưa thi thể em về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân tử vong. Tập tụ bên ngoài phát live stream cho rằng quân nhân Trần Đức Đô bị đồng đội đánh chết, đơn vị bao che, kêu gọi người dân giúp gia đình minh oan đòi lại công bằng. Đồng thời khoảng 23 giờ khi thi thể quân nhân Trần Đức Đô được gia đình đưa về làm lễ mai táng thì có hơn 200 người lạ tiếp tục tập tụ về nhà của quân nhân Trần Đức Đô, tổ chức live stream chửi bới nhục mạ quân đội, yêu cầu chính quyền điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của em Đô, không cho đơn vị làm lễ mai táng. Nhận thấy có sự chống phá của các thế lực thù địch, sáng ngày 30 tháng 6, chính quyền địa phương tiến hành lập 3 chốt xung quanh khu vực Nghĩa Trang để kiểm tra những đối tượng lạ mặt, tập tụ kích động. Trường quân sự quân khu 1 phối hợp với cơ quan chức năng tại thị xã Từ Sơn và chính quyền để bảo vệ thi thể em Đô. Lợi dụng vụ việc này, đối tượng phản động đã cho rằng quân đội địa phương đàn áp nhân quyền, ngăn cản người dân đến để đấu tranh cho quyền lợi của em Đô, bao che cho nhau, lừa gạt gia đình em Đô. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, có 4 đơn vị đã tham gia điều tra nguyên nhân tử vong của em Trần Đức Đô gồm Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Cục Bảo vệ An ninh Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan tư pháp đang phối hợp nhận định đánh giá trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân dẫn đến quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Khi đơn vị nhận được kết luận sẽ công khai thông tin rõ ràng cho gia đình và báo chí. Trước sự minh bạch của pháp luật, sự quan tâm, chia sẻ, động viên tích cực kịp thời từ phía đơn vị, địa phương, gia đình quân nhân Trần Đức Đô đã tin tưởng vào pháp luật, tổ chức mai táng cho em Đô tại Nghĩa Trang quê nhà, Nghĩa Trang khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vào chiều ngày 1 tháng 7, đại diện gia đình quân nhân Trần Đức Đô, ông Trần Đức Hội đã cảm ơn chính quyền địa phương, đơn vị quan tâm hỗ trợ gia đình trong những ngày qua. Tuy nhiên, đối lập với sự đồng thuận của gia đình và địa phương thì nhóm người lạ hơn 400 người đến quấy phá, ngăn cản đơn vị, gia đình, địa phương mai táng quân nhân Trần Đức Đô. Nhóm người lạ và fanpage lại cho rằng chôn được người lính ấy xuống đất thì các đơn vị lãnh đạo quân đội có vẻ yên chuyện, nhưng không chôn được, lòng oán hận ngút trời của người dân ngày càng cao. Nhìn vào bản chất sự việc, bất kỳ ai cũng hoàn toàn đều có cảm thấy rằng bản chất, diễn biến, kết quả của vụ việc đã có phần tử, cơ hội, phản động bóp méo, bịa đặt, suy diễn cảm tính, thiếu căn cứ để đánh lừa dư luận, kích động, sự phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Lái dư luận có cái nhìn ác cảm về bản chất, truyền thống tinh thần đoàn kết, môi trường sống trong quân đội. Mục đích cuối cùng là gây chia rẽ quân đội với nhân dân, làm cho nhân dân thiếu niềm tin vào quân đội, không muốn cho con em mình gia nhập quân đội. Thâm độc hơn có thể dẫn đến mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi các đối tượng phản động kích động người dân biểu tình chống phá tại các doanh trại. Trong bất kỳ tổ chức, chính trị, xã hội, môi trường sống nào cũng có những người như thế này thế khác. Mặc dù có tinh thần thép, kỷ luật nghiêm minh, nhưng vẫn có một số ít cán bộ, chiến sĩ vì những lý do khác nhau có những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, v.v. Nhưng đều được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Nhà nước kỷ luật quân đội không hề có vùng cấm, không hề có chuyện bao che, bỏ qua sai phạm của bất kỳ ai. Thực tiễn qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội vẫn luôn trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Hành trình lớn mạnh của quân đội luôn có sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ, thương yêu của quân nhân, bởi quân đội ta là một quân đội của nhân dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, phục vụ. Những cống hiến của quân đội, mối quan hệ đặc biệt quân đội với nhân dân, phẩm chất,
bộ đội Cụ Hồ cao quý trong thực tiễn và các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời bình với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, lũ, bão, dịch bệnh, đại dịch Covid-19, v.v. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Qua đó, ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Trong tình hình mới, khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Đặc biệt, trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 trong thời gian qua cũng như là hiện tại, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là quân đội của nhân dân, quân đội của lòng dân. Trong đó, những minh chứng sắc bén được lãnh đạo nhấn mạnh đã bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về truyền thống của quân đội, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cao quý. Tóm lại, bản chất vụ việc về quân nhân Trần Đức Đô đã bị các thế lực thù địch bóp méo, lợi dụng để xuyên tạc. Hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn dân, toàn quân cần phải hiểu rõ bản chất sự việc, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người thân, làm tốt công tác quản lý tình hình, tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện nhiệm vụ. Và mọi người dân cần phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, tìm hiểu nhận thức rõ bản chất vụ việc để có cái nhìn tổng thể, khách quan, chính xác nhất về bản chất vụ việc, để không mắc mưu chia sẻ quân đội với nhân dân của các thế lực thù địch, càng không nghe theo bọn xấu xúi dục, hành động gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội, vi phạm pháp luật. Phải vững tin vào Đảng, Nhà nước, quân đội, tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và kỷ luật quân đội, tích cực vạch mặt những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, hành động chống phá các thế lực thù địch, đăng tải, chia sẻ, bình luận có trách nhiệm với các bài viết trên mạng xã hội, chấp hành nghiêm luật an ninh mạng năm 2018, ra sức cùng quân đội xây dựng để bảo vệ Tổ quốc. Cảm ơn bài viết của Đại úy Lâm Hoàng Ân, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi thông tin. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.